Các em thân mến, hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục ở môn mỹ thuật sống. Bài thứ hai, vẽ tranh tĩnh vật màu. Ở trong bài này, ở phần nội dung bài học, thì thầy và các em sẽ lưu ý tới 5 vấn đề, đó là khám phá, kiến tạo kiến thức, luyện tập, phân tích, vận dụng. Thì ở cái mục đầu tiên là khám phá, thì thầy và các em sẽ khám phá tranh tĩnh vật màu. Ở phần kiến tạo kiến thức, thì thầy và các em chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ tranh tĩnh vật màu. Ở phần luyện tập và sáng tạo là các em sẽ vẽ tranh tĩnh vật màu. Còn ở phần phân tích đánh giá thì thầy và trò chúng ta sẽ trưng bày và chia sẻ những cái bài vẽ của các em. Và ở phần vận dụng phát triển thì chúng ta sẽ đề cập tới cái phần ứng dụng tranh tĩnh vật màu trong cuộc sống. Ở phần 1, khám phá là cách vẽ tranh tĩnh vật màu, thì các em xem tranh và trả lời câu hỏi của thầy. Em hiểu như thế nào là tranh tĩnh vật? Trong mỗi tranh tĩnh vật có những hình ảnh gì? Tranh được thể hiện bằng chất liệu gì? Bố cục hài hòa và cách diễn tả chấm nét hình màu trong mỗi bức tranh như thế nào? Đây, các em sẽ xem ha. Thầy có một số những bức tranh. Chúng ta sẽ có trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ thấy được là hình số 1, hình số 2, hình số 3. Thì ở đây thầy thấy có tranh hình số 2 là có tranh của Matisse, họa sĩ Matisse. Tranh thứ 3 là chúng ta có tranh của họa sĩ Van Gogh. Tranh đầu tiên, số 1, là chúng ta có tranh của họa sĩ Gauguin. Và tranh số 4. Sau khi các em quan sát tranh và cho ra những nhận xét của mình, thì chúng ta, thầy đã đúc kết là chúng ta thấy ở 4 bức tranh trên là chúng ta thấy được cách sắp xếp hình và màu của vật mẫu trong tranh. Hình màu của các bức tranh thể hiện sự hài hòa, cân xứng về màu sắc, về bố cục, hòa sắc và cách diễn tả trong mỗi bức tranh có gam màu chính và gam màu phụ. Còn chúng ta có thể thấy là có những bức gam màu lạnh ha, như tranh của Matisse hay là tranh của Van Gogh và tranh của Gauguin, thì chúng ta thấy có gam màu nóng. Màu phụ thì bổ sung cho gam màu chính, màu phụ có tông màu bổ trợ cho gam màu chính. Chúng ta thấy nhận xét được những điều đó. Chúng ta bàn qua vấn đề thứ hai là tạo kiến thức, kỹ năng. Thì đây là cái cách vẽ tranh tĩnh vật màu, cái cách thức để chúng ta vẽ tranh tĩnh vật màu. Chúng ta coi những bức tranh. Thì các em quan sát tranh và cho biết thế nào là tranh tĩnh vật màu. Thì sau khi quan sát thì chúng ta thấy là tranh tĩnh vật màu đem lại cho người thưởng thức những cái tình cảm nhẹ nhàng về thiên nhiên và cuộc sống. Hoa cỏ ha. Hương thơm, sắc màu rực rỡ lung linh. Có nhiều cách để diễn tả cảm xúc trong tranh tĩnh vật. Thì theo em, tranh tĩnh vật màu vẽ giống hệt vật mẫu được trình bày trong thực tế hay là vẽ theo cảm nhận của người vẽ? Thì ở vấn đề này là chúng ta đều thấy là có sự hài hòa, cân bằng. Chúng ta vẽ giống hệt vật mẫu được bày trong thực tế cũng được,
và chúng ta vẽ theo lối biểu cảm, cảm nhận của chúng ta cũng được. Đó. Bố cục của tranh dựa trên hình dáng, tỷ lệ, các vật mẫu hay theo ý tưởng sáng tạo tự do của người vẽ. Thì ở một góc độ nào đó, chúng ta đều có thể tuân thủ, bám theo cái hình dáng tỷ lệ vật mẫu. Và chúng ta cũng đồng thời cài đặt thêm cái ý tưởng sáng tạo tự do của chúng ta, là cho màu nó rực hơn, nó tươi hơn. Không nhất thiết là chúng ta phải là hoàn toàn tả thực giống bức tranh, mà chúng ta có thể là chúng ta mượn cái không gian, mượn cái màu sắc mà để chúng ta thăng hoa, và chúng ta có thể là thêm bớt để làm cho bức tranh nó có một cái rung động. Và bây giờ chúng ta sẽ lại xem các bước vẽ tranh tĩnh vật màu. Thì bước đầu tiên là các em phải xác định bố cục ngang hay dọc, tỷ lệ của vật mẫu, lọ hoa, vị trí hình dáng của mẫu vật. Ví dụ lọ hoa thì có quả, và quả trình bày như thế nào, và chúng ta sẽ vẽ phác họa. Sau khi chúng ta vẽ phác họa xong, vẽ màu khái quát, và chúng ta đầu tiên là chúng ta tạo cái hòa sắc chung cho bức tranh. Chúng ta đừng tham vào vẽ chi tiết. Sau khi xong được cái phần tạo màu khái quát rồi, thì cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ thêm nét màu thể hiện được cảm xúc của mẫu vật. Thì có nhiều cách vẽ để các em có thể diễn tả cảm xúc trong tranh tĩnh vật của mình ha. Ở phần 3 là chúng ta bàn tới cái vấn đề luyện tập sáng tạo. Thì các em có thể thực hiện cái bài vẽ tranh tĩnh vật màu theo cái gợi ý sau ha. Em quan sát được hình dáng, vị trí, tỷ lệ của các vật mẫu như thế nào, và các vật mẫu sẽ được sắp xếp như thế nào trong bức tranh của em. Khi vẽ, em sẽ vẽ phát khung hình để xác định bố cục của tranh, hay vẽ hình mẫu vật luôn. Theo thầy là cái hướng đúng là các em sẽ vẽ phát khung hình. Rồi em sẽ vẽ vật ở xa hay ở gần trước. Thì thầy ở cái vấn đề này thì thầy xin góp ý là các em phát được khung hình chung, rồi sau đó các em phát khung hình riêng, thì chúng ta có thể vẽ vật xa hoặc gần đều được cả. Tại vì nó nằm gọn trong khung hình. Rồi em sẽ vẽ màu như thế nào? Em thích cách vẽ tranh tĩnh vật màu của họa sĩ nào? Thì cái vấn đề này là do các em thể hiện và các em sưu tầm tranh tĩnh vật màu. Và trong khi chúng ta sưu tầm được tranh tĩnh vật màu, thì chúng ta đồng thời là chúng ta sẽ phát hiện được là họa sĩ nào đã vẽ bức tranh đó, và chúng ta có thích cái cách vẽ tranh của họa sĩ đó hay không ha. Cái đó là trong quá trình các em tìm hiểu và sưu tầm ha. Đây, thầy cho các em xem một số những bức tranh mà các bạn của chúng ta đã vẽ. Đây chúng ta có thể thấy là màu sắc rất là tươi nhuận, bố cục cũng rất là chuẩn, rất là đẹp, còn chất liệu cũng phong phú ha. Rõ ràng là chúng ta thấy có màu wash, màu sáp dầu rất là nhiều. Và đây nữa, thầy cho các em xem những bức tranh này đã được vẽ theo cái lối là gần như là tả thực giống mẫu. Các em xem những cái độ gợi với bóng nè, những mảng, rồi cái cách tuốt tát,
cái cách mà nhấn nhá những điểm sáng trên hoa, trên lọ hoặc trên quả. Chúng ta qua phần 4 là phân tích đánh giá. Đây là thầy mở cho các em xem một số những bức tranh đã được triển lãm ha. Các em nhìn. Và khi mà chúng ta đem tranh lên thì chúng ta sẽ đồng thời chúng ta quan sát tranh của các nhóm và chúng ta tiến hành thảo luận. Trong cái quá trình thảo luận thì các em sẽ có thể là các em sẽ đặt ra những câu hỏi, chẳng hạn như là em ấn tượng với bài vẽ nào, vì sao, chúng ta giải thích. Rồi bố cục và cách diễn tả về nét, hình, màu của bài vẽ như thế nào, chúng ta có thể là trình bày, thảo luận chung với các nhóm. Và em có cảm xúc gì khi thực hiện bài vẽ về lĩnh vực màu, thì các em cũng có thể là nêu ý kiến, trình bày cái cảm xúc của mình ra với là nhóm ha. Sau khi chúng ta quan sát và thảo luận xong thì chúng ta sẽ đúc kết và rút ra được một số những cái vấn đề bài vẽ yêu thích, cách hòa sắc ở trong bài vẽ, cách diễn tả về bố cục, nét, hình, màu đậm nhạt trong bài vẽ. Và tới cái vấn đề số 5 là ứng dụng phát triển, thì chúng ta thấy là nếu các cách em có thể sử dụng với bức tranh chuẩn mực của mình nêu, chúng ta nêu ra thí dụ bức tranh chuẩn mực mà chúng ta có thể là chúng ta quan sát ở đây là trang trí phòng khách, làm khung để tặng người thân, bạn bè, hay là dùng tranh tĩnh vật để trang trí nội thất trong gia đình, góc học tập, hoặc là dùng tranh tĩnh vật để trang trí phòng khách, rất là đa dạng. Ở phần hướng dẫn về nhà thì đầu tiên là các em sẽ vẽ tranh tĩnh vật tặng người thân, hoặc là chúng ta vẽ tranh tĩnh vật màu để trang trí góc học tập. Rồi cái thứ hai là các em có thể chuẩn bị một số dụng cụ theo hướng dẫn của thầy, chẳng hạn như là giấy vẽ nè, đúng chưa, màu quát, màu thuốc nước, màu chì hay màu xấp dầu đó. Và chuẩn bị cả mẫu vẽ tĩnh vật, chúng ta có thể là chúng ta thích, chúng ta sưu tầm tranh thì chúng ta có thể lấy ở trong trong họa báo, trong tạp chí hay trong tranh ảnh mà chúng ta tìm được, và chúng ta vẽ lại nó cũng được. Và cuối cùng là các em đọc trước cái nội dung bài 3 cho thầy, đó là tranh in hoa lá. Sau cùng thì thầy cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em làm bài thành công. Chào các em.